Kia Roma S 2017. Xe điện sang chảnh, bản nâng cấp toàn diện từ mẫu xe điện bán chạy nhất Deca Roma. Động cơ được cải tiến với công suất mạnh mẽ hơn, tăng thêm 10 Nm so với phiên bản cũ. Mặt đồng hồ công tơ mét điện tử hiển thị đầy đủ các thông số vận hành của xe. Trọng lượng xe 80 kg, trọng tải tối đa 180 kg, cự ly di chuyển tới 80 km cho một lần sạc. Không xăm tiết diện lớn, cực bám đường và phanh đĩa có hệ số an toàn cao. Giảm sóc trước được cải tiến và nâng cấp hoàn toàn về kiểu dáng và cấu trúc. Mặt trước của xe và mặt sau xe được thiết kế sang trọng và lịch lãm hơn. Cốp xe siêu rộng rãi với dung tích tới 28 lít, thuận tiện hơn trong công việc của bạn. 16 màu siêu cool, trẻ trung, xanh điệu, giá bán từ 13,9 triệu đồng. Trả góp dễ dàng, trả trước chỉ từ 3 triệu đồng. Deca Roma S 2017, lắp ráp và phân phối độc quyền bởi Decabyte.